Xin chào cả nhà Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với mọi người Một cái giống lan rừng cho hoa rất là đẹp Của rừng Tây Nguyên Và cái giống lan này thì chắc cũng phải cả năm rồi Bây giờ mới gặp lại được mọi người nha Được bà con đi rừng và hái về được Đặc biệt là đợt này là mọi người sẽ thấy là những cái khúc nguyên bản rất là đẹp đây Và cây thì bà con ở đây thì người ta hay gọi cái giống lan này Đó là lan đột biến năm cánh trắng lưỡi cam Tuy nhiên thì cái đó chỉ là cái tên gọi của bà con đi rừng người ta gọi vui thôi mọi người Còn cái cây lan này á, nó có một cái tên gọi rất là nổi tiếng và nó cũng mới được phát hiện và công bố tới thế giới vào năm 2010 à, mới đây thôi mọi người ha à, và cây thì có tên gọi là Hoàng Thảo Đắk Lắc mọi người nha và khi nhắc tới cái tên Hoàng Thảo Đắk Lắc chắc chắn là nhiều bác nhiều anh chị chúng ta là những nhà sưu tầm hoa lan quý chắc chắn mọi người sẽ hình dung ở trong đầu ra là một cái bông hoa cực kỳ đẹp bởi vì cái cây này khi nở ra hoa ấy, mọi người nó cho ra năm cánh trắng mà cái lưỡi cam nhìn nó, nó nó đẹp cực kỳ mọi người tí nữa em sẽ giới thiệu về mặt hoa của nó mọi người ha và à, nguồn gốc cây cũng như là là cái quá trình mà tìm thấy cái giống lan rừng nổi tiếng này cây này thì, thì hôm nay thì bà con hái về được nguyên bản này tổng cộng có bốn loại mọi người nhé thứ nhất là loại 100 ngàn một khúc nguyên bản này thứ hai là loại 150 000 một khúc nguyên bản này thứ ba là loại 200 000 một khúc nguyên bản và loại cuối cùng loại vip nhất là 250 000 một khúc nguyên bản rồi và cái cây hoàng thảo đắk lắc này thì được một người thợ hái lan rừng tìm thấy vào năm 2009 mọi người nha. Và khi đó thì cây được đưa về tới tay của anh Dương Toàn là một cái nhà sưu tầm hoa lan ở Đắk Lắk. Và sau đó thì cây được anh Nguyễn Thuyền Tịch là một nhà gọi là thực vật học cũng như là nhà hoa lan của Việt Nam mình cùng với một nhà thực vật học của thế giới có là người Hà Lan mọi người nha. Ông này thì làm việc tại vườn Bách Thảo Hoàng gia Anh Quốc và sau đó thì hai người cùng với nhau là công bố nên cái tên gọi mới cũng như là giới thiệu ra thế giới về một cái giống lan cực kỳ đẹp của rừng Tây Nguyên này và khi đó thì cây có tên gọi là Dendrobium Đắc Lắc NC mọi người nha và tên tiếng Việt là hoàng thảo Đắk Lắk. Và từ cái lúc mà công bố tới thế giới thì người ta không dám không dám giới thiệu ra cái địa điểm cụ thể mà phát hiện ra được cái cây hoàng thảo đắk lắc này mọi người bởi vì cái cây này nó quá đẹp và người ta sợ là à, cây nó sẽ bị săn lùng tới mức tiêu chủng. chính vì vậy thì cái lúc mà mà công bố cái loài lan này người ta chỉ nói chung chung là được phát hiện ra đắk lắc thôi chứ không dám nói cụ thể là ở khu vực rừng nào à, và để hiểu vì sao người ta lại sợ cái cây này nó bị tuyệt chủng như vậy mọi người nha là bởi vì cái hoa nó cực đẹp luôn và các bác chị sẽ được thấy là cái hình ảnh hoa à, em chèn uh, ở trong clip nãy giờ mọi người nha à, mọi người thể thấy là hoa nở nó nó đẹp kinh khủng luôn à, và hoa thường nở vào tầm cái tháng 10 11 12 thường thường hàng năm và khi nở thành những chùm và cây nó cho ra kiểu năm cánh trắng lưỡi cam rất là là đẹp rất đặc sắc mọi người nhé hồi giờ hồi giờ kiểu người ta chưa giờ thấy cái bông nào mà cho cái lưỡi cam nguyên lưỡi đẹp như vậy chính vì vậy thì thì cái cây này khi mà phát hiện ra và giới thiệu lên thế giới thì rất là nhiều người nhà khoa học trên thế giới người ta rất là sừng sốt ngạc nhiên khi mà có một cái giống lan nó đẹp như vậy được phát hiện ra ở đắk lắk đó cũng là chính là cái lý do mà hôm nay thì em muốn giới thiệu với mọi người tới cái giống lan rừng đặc biệt này và thật may mắn là bữa nay thì bà con trong cái chuyến đi rừng Hải Lan ấy, thì cũng hái về được những cái khúc nguyên bản mọi người nha những cái khúc nguyên bản này thì nó sẽ giúp cho mọi người là thứ nhất là dễ dàng sưu tầm và thứ hai là mọi người có thể là là về trồng chăm sóc nó cũng khỏe nữa mọi người nguyên bản mà về chúng ta chỉ biết là treo lên thôi Đó, và em cũng chia sẵn ra thành từng loại để anh em chúng ta tùy theo các bạn chị thích uh, sưu tầm những cái dê to nhỏ lớn bé nào thì chúng ta có thể là sưu tầm những cái dê phù hợp với mình mọi người nha. Đầu tiên là loại 100.000 uh, một khúc nguyên bản này Tiếp theo là loại 150.000 một khúc nguyên bản này Tiếp theo nữa loại to hơn nữa là loại 200.000 một khúc nguyên bản. À, và cuối cùng là hai cái dê vip nhất là 250.000 một khúc nguyên bản mọi người nha. Rồi đây thì em sẽ À, quay các khúc cho mọi người cùng xem nha thứ nhất là cái loại 100 ngàn khúc này đó, anh em nào sưu tầm giống thì cần một khúc đây về là chơi thoải mái rồi Đấy. Đó, một khúc nguyên bản nè nguyên bản hết mọi người nha nguyên bản nguyên bản nguyên bản đó, 100 ngàn một khúc ha rồi rồi tiếp theo là sang cái loại to hơn tí là 150 ngàn một khúc nguyên bản rồi nha một khúc nè 150 ngàn này. 150 ngàn nè 150 ngàn nè Đấy. 150 ngàn nè 150 ngàn nè à, à, 150 ngàn Đó, lại đây là loại 150 ngàn mọi người ha Tiếp theo nữa, dành cho anh em sưu siêu tâm hàng VIP Thì chúng ta có loại 200 ngàn 200 ngàn một, một khúc nguyên bản bự nè 200 ngàn, loại 200 ngàn chỉ có 4 khúc thôi mọi người nha 200 ngàn 200 ngàn Đấy. 200 ngàn và cuối cùng là loại đẹp nhất ngày hôm nay là loại 250 ngàn một khúc nguyên bản mọi người nha anh em thấy không Tuy là giống lan quý nhưng mà em cố gắng em chia ra những cái dê giá cả nó phải chăng để cho anh em có thể chúng ta dễ dàng người ta siêu tầm được nhất mọi người nha rồi 250 ngàn một khúc có hai khúc rồi mọi người nha Đây là hai dê vip nhất rồi và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người ha phí chuyển tầm cỡ 30 tới 50 ngàn tùy những cái dê to hay nhỏ thì gói thùng to nhỏ thì nó rơi dao động vào tầm 30 tới 50 ngàn phí ship mọi người nha. Và cái phí ship đó thì do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng thì mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được nha. Và được kiểm tra hàng trước khi nhận. À, cây thì à, em sẽ đóng gói cực kỳ an toàn gửi đi cho mọi người. À, mọi người thanh toán lúc nhận hàng là được. Rồi. Cây này thì đặc điểm là thân lá rất là xanh, dài. À, lá xanh này mọi người. À, thân nó kiểu mạnh mạnh như là que đũa vậy mọi người chứ nó không mập mạp giống như một số cái giống ví dụ như giống nhất điểm hồng hay nhất điểm hoang rồi nhỉ cây nói chung thân rất là xanh và dài mọi người nhé thân xanh dài thân cỡ như que đũa thôi à, à. rồi lá thì khi vào sơ vào thì em cũng cảm giác là nó mỏng hơn những cái loại lan khác ví dụ nhất điểm hồng hay nhất điểm hoang thì hay trên bạch rồi ấy, thì sơ vào cảm giác lá là nó dài hơn thằng này này em cảm giác là lá xanh và mỏng hơn à, rồi rồi xin cảm ơn mọi người nhé hẹn gặp lại cả nhà ở những clip về những cái giống lan đẹp đặc sắc tiếp theo trên kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên hôm nay là à, loài lan có tên gọi là hoàng thảo đắk lắc một cái giống lan cực kỳ đẹp được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2009 và được công bố trên toàn thế giới với cái tên Dendrobium đắk NC hay còn gọi là à, hoàng thảo đắk lắk vào năm 2010 và được các nhà à, thực vừa học trên thế giới đánh giá rất là cao về cái mắt hoa và độ quý hiếm mọi người nha Xin chào mọi người ạ